gặp lại đi. Đây là cái tấm lập thông minh của Đài Loan mà dày 1,5 ly mà chúng tôi dùng được có hơn 1 năm thôi thì đã bị nứt như thế này rồi. Đấy, giờ như thế này không hề rẻ đấy, bung ra đấy, bật ra đấy, không hề rẻ một tí nào. Đây là 120.000 một mét vuông, nếu như mà mua là chưa bao gồm chi phí vận chuyển, chưa bao gồm công lắp đặt là 120.000 mét vuông. Bây giờ chúng tôi buộc phải xử lý là nó bị ố rồi, chúng tôi buộc phải xử lý là vứt ra thùng rác. Đấy, anh em đang vứt ra xe rác đấy ạ. Ok.